Bạn nào đang gặp vấn đề về IELTS Reading thì có thể tham khảo gói học Reading Online của tụi mình tại trang web jimmyenglishhome.com nha. Hello everyone, welcome back to another video about IELTS Speaking Part 2. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải một chủ đề nữa trong bộ đề IELTS Speaking quý này ha. Đó là chủ đề Describe a foreign person who you have heard or known that you think is interesting. Và trước khi bắt đầu video thì mình hy vọng các bạn có thể bỏ ra vài giây để like cũng như để lại bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh mình phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đến với phần brainstorming. Rồi, người ta hỏi trả lời cái đó ha. Ví dụ như who is this person? I'm gonna talk about tên của người đó, who I believe is one of the most fascinating foreigners that I have known. Mình paraphrase cái đề lại ha. One of the most fascinating foreigners that I have known. Rồi. How old is this person? Ví dụ như bạn có thể nói là I don't remember exactly his or her age, but he is about 20 something now. 20 something. Nếu bạn xem nhiều video của mình thì bạn biết rồi ha, 20 đến 29. What does he or she look like? Nói về ngoại hình ha. Ví dụ như nữ thì là she is a gorgeous girl with. Thường ngoại hình mình nói về gì? Tóc nè, mặt rồi gì, mắt và nụ cười chẳng hạn ha. Rồi, he is a very good looking guy with. Sau đó mình có thể nói về when did you first know this person? Ví dụ mình dùng cái bộ khung thân thuộc. If I'm not mistaken, I first knew her when. Hoặc là I first knew her gì đó ago, at the time. Thì sao mình biết được ha? Nếu là cái ngữ cảnh mình biết người này. Why do you find this person intriguing? Intriguing ha, nên là very interesting. Mình có thể nói là there are several reasons why I find her or him intriguing. For one thing, lý do thứ nhất. Tương tự for another, plus besides. Bộ khung thân thuộc ha. Và cuối cùng, would you like to meet this person one day? Trong trường hợp mà mình nói là cái người này mà mình không có biết ở ngoài đời, mình chỉ biết là kiểu người nổi tiếng ha, thì người nổi tiếng thì mình có thể dùng cái bộ khung này luôn, là cứ thấy người nổi tiếng thì mình kết bài sẽ là hy vọng một ngày nào đó mình có thể gặp người đó ngoài đời và xin chụp ảnh cùng, đúng không? Và nó nhất định sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời mình nếu nó xảy ra. Mình đa dạng lại cái ngữ pháp ha, và giúp cho cái bài nói của mình nó không có cục nếu mà trong trường hợp là gì mình còn thời gian. Thì cái này là cái dàn ý cho bạn nào muốn nói là kiểu riêng của mình, các bạn có thể tham khảo cái dàn ý này ha. Và bây giờ mình sẽ đến với cái bài mẫu của video ngày hôm nay. Rồi, mình sẽ chọn nói về Lisa, người nổi tiếng rồi, mình sẽ dễ nói. Tại vì cái này nó đâu có giới hạn đúng không? Thì a foreign person, thì miễn là người nước ngoài là được. Thì mình có thể chọn là gì? Một cái người nổi tiếng nào đó. Thì mình nói. Đây thì mình sẽ chọn về Lisa ha, thành viên của Blackpink. Bạn nào mà fan cuồng của Lisa thì gì nhớ like, để lại bình luận nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nè. I'm gonna talk about Lisa, who I believe is one of the most fascinating foreigners that I have known. She is one of the four members of Blackpink, which is an extremely famous South Korean girl group. She is 24 years old now, and she is a pretty gorgeous girl. She's tall and slim. She has shoulder-length hair with a baby face, big black eyes, and a lovely smile. If I'm not mistaken, I first knew her about 4 years ago. At the time, I was browsing YouTube and came across a music video called Boombaya. I was quite impressed with her adorable appearance and her amazing dancing skills in this video, so I started doing some digging about her on the internet. That's when I learned lots of interesting facts about her and became her fan. There are several reasons why I find her intriguing. For one thing, I admire her tremendous effort to become the kind of person that she is today. Just so you know, she was born and raised in Thailand, but she decided to move to South Korea when she was just 14 to pursue her music passion. That was a pretty bold decision, as back then, she couldn't speak Korean and she didn't have any Thai friends there either. If I were her, I wouldn't have enough courage to do so. For another, I love her jovial and exuberant personality. She is always full of energy and usually appears with a smile on her face. Plus, she is a versatile music artist. She can sing, rap, and dance, and most of all, she can even speak 3 different languages fluently. Needless to say, she has a huge following from all over the world. Hopefully, I can meet her one day in person and take a photo with her. It would definitely be one of the best days of my life if that happened. Ok, đó là toàn bộ bài mẫu cái video này ha. Thì bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa và xem các từ vựng cũng như là những cái ngữ pháp cần lưu ý ha. Rồi, I'm gonna talk about Lisa. Thì tôi sẽ nói về Lisa, một cái người mà tôi tin là một trong những người nước ngoài mà tôi thấy ấn tượng nhất. Rồi, cô ấy là một trong 4 thành viên của Blackpink, thì một cái nhóm nhạc Hàn Quốc mà rất là nổi tiếng. An extremely famous South Korean girl group. Này, cô ấy thì 24 tuổi và she is a pretty gorgeous girl, một cô gái rất là đẹp ha. Gorgeous girl nhớ ha, gorgeous girl giống như cái bài describe a favorite singer. She's tall and slim, nhớ là tall and slim phải thon ha. She's tall and slim. Cô ấy gì cao và ốm chuẩn, tức là kiểu thân hình rất là đẹp, kiểu ốm mà ốm chuẩn ha. She has shoulder length hair with her baby face. Shoulder length hair là tóc kiểu ngang vai, cái tóc hiện tại ha, với một khuôn mặt baby, with a baby face, big black eyes, mắt đen to và gì, and a lovely smile, một nụ cười rất là đáng yêu. Rồi, nếu tôi nhớ không lầm thì lần đầu tiên tôi biết cô ấy là khoảng 4 năm trước. Vào thời điểm đó thì tôi đang lướt YouTube, I was browsing YouTube, browsing ha, and came across a music video called, những cái từ vựng khá là quen thuộc đúng không? Và tôi vô tình gì tìm thấy một cái video âm nhạc gọi là Boombaya. Thì I was quite impressed with her adorable appearance. Thì tôi khá là ấn tượng với cái ngoại hình siêu đáng yêu của cô. And her amazing dancing skills, và cái phần gì cái kỹ năng mà nhảy rất là hay của cô ấy ha, trong cái video này, in this video. So I started doing some digging about her on the internet. Do some digging nó giống như là do some research about ha. Bắt đầu là nghiên cứu, là tìm hiểu thêm về cô ấy ở trên mạng. Thì đó là lúc mà tôi learn lots of interesting facts about her. Tôi học được rất là nhiều những cái sự thật thú vị về cô ấy và trở thành fan của cô ấy ha, and became her fan. There are several reasons why I find her intriguing. Thì có một vài lý do tại sao mà tôi thấy cô ấy rất là thú vị. For one thing, I admire her tremendous effort. Nghĩa là admire ha, her tremendous effort. Effort chứ phải effort nha, effort. Rồi, tôi ngưỡng mộ cái nỗ lực khủng khiếp của cô ấy, rất là to lớn ha, để trở thành gì, the kind of person that she is today, trở thành cái bản thân cô ấy ở hiện tại. Just so you know, thì trong trường hợp bạn không biết thì she was born and raised in Thailand, cũng là một cấu trúc câu khá là quen thuộc đúng không? Cô ấy được sinh ra và lớn lên ở Thái Lan. But she decided to move to South Korea. Nhưng mà cô ấy quyết định là gì? Chuyển đến Hàn Quốc khi cô ấy mới 14 tuổi, to pursue her music passion, để theo đuổi cái đam mê âm nhạc của cô ấy. Đó, pursue her music passion ha, pursue her music passion. Right, that was a pretty bold decision as back then. Nó là một cái quyết định rất là dũng cảm, bold decision. Bởi vì khi đó thì sao? She couldn't speak Korean, cô ấy không có nói tiếng Hàn được, and she didn't have any Thai friends there either. Và cô ấy cũng không có bất kỳ người bạn Thái Lan nào ở đó ha. If I were her, I wouldn't have enough courage to do so. Nhớ là courage ha. Thì nếu tôi là cô ấy thì tôi sẽ không đủ can đảm để làm như vậy. For another, lý do thứ hai là gì? I love her jovial and exuberant personality. Tôi thích cái tính cách mà vui nhộn, luôn luôn vui tươi cũng như là tràn đầy năng lượng của cô ấy ha. Exuberant nhớ nha. Jovial and exuberant personality. Right, she is always full of energy. She is always full of energy. Cô ấy lúc nào cũng tràn ngập năng lượng. And usually appears with a smile on her face. Và luôn luôn xuất hiện với một nụ cười ha. Plus, she is a versatile music artist. Right, versatile. A versatile music artist là một cái nghệ sĩ âm nhạc mà rất là tài năng, có thể giỏi nhiều thứ khác nhau ha, là versatile, đa năng. Versatile ha, tiếng Anh Mỹ. She can sing, rap and dance. Cô ấy có thể hát nè, rap nè và nhảy. And most of all, và hơn hết là, most of all, nói lại, most of all, she can even speak 3 different languages fluently. Cô ấy thậm chí có thể nói được 3 ngôn ngữ khác nhau một cách nhuần nhuyễn, lưu loát. Needless to say, khỏi phải nói ha, she has a huge following from all over the world. Collocation của người nổi tiếng ha, has a huge following. Có rất là nhiều người theo dõi đúng không? Trên toàn thế giới. Hopefully I can meet her one day in person and take a photo with her. It would definitely be one of the best days of my life if that happened. cấu trúc này mình hay dùng cho người nổi tiếng ha. Cứ nổi tiếng là gì, chắc chắn mình sẽ mong được gặp ngoài đời một lần và xin chụp ảnh cùng, đúng không? Và nó nhất định sẽ là gì, một trong những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời mình nếu mà đó xảy ra. Đó là mình kết bài ha. Ok, đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng là những từ vựng cũng như là ideas mình đã giúp cho các bạn ha. Các bạn đừng quên like cũng như lại bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp mình có nhiều động lực để ra những video mới bổ ích hơn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's also the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Peace.